tôi sẽ được chọn ra top 3 chung cuộc Solo Melody 2019. Và cái tên đầu tiên sẽ góp mặt trong top 3 thí sinh xuất sắc nhất tại Solo Melody 2019 sẽ là số báo danh 15 Nguyễn Thế Vinh. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị, rất cảm ơn tình cảm của quý vị. Cuối cùng sẽ tiếp tục là một chàng trai hay sẽ là một cô gái? Xin được công bố cái tên cuối cùng top 3 Solo Melody 2019. Chàng trai yêu thích của nghệ sĩ nhân dân Tự Long Lê Anh Tùng. Giải 3 của Solo Melody 2019. Chúng tôi sẽ có một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho đêm chung kết ngày hôm nay. Và bây giờ, không để mất thêm thời gian, Minh Tâm sẽ công bố trong 3 chàng trai này ai sẽ giành được giải 3 của chương trình. Vâng, sau đây thì tôi sẽ đọc tên thí sinh đạt giải 3, đồng nghĩa với việc hai thí sinh còn lại sẽ lọt vào top 2 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm nay. Và xin chúc mừng giải 3 của Soul of Melody 2019 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 10. Và có lẽ là
Vâng ạ. Khoảnh khắc mà vui như thế này thì chúng tôi không thể để nó trôi qua quá nhanh được, đúng không ạ? Thưa quý vị, ánh đèn spotlight của chúng ta đang chiếu vào hai cặp tình âm nhạc. Một bạn rất sáng tạo, với giọng ca ngọt ngào, và một chàng trai đứng vào top 5 bằng sự yêu thích và cảm mến của quý vị khán giả. Liệu sự sáng tạo và ngọt ngào có giúp Đức Sơn chiến thắng? Hai ngôi vị quán quân sẽ gọi tên một chàng trai với một ca khúc kinh điển. Và thưa quý vị, 315 đơn gửi về cho chương trình, nhưng trên đây chúng tôi chỉ còn lại một tấm hình duy nhất. Và quán quân Solo Melody 2019 xin được send, xin được gọi tên thí sinh. Come on.